đôi giày chất lượng tốt nhưng lại được chăm sóc bằng một loại xi không tốt. Đây chính là loại xi mà chúng ta sử dụng hàng ngày trên những đôi giày da như thế này. Ở các tòa nhà văn phòng, chúng ta sẽ không thể tìm thấy bất cứ một dịch vụ đánh giày hoặc đánh xi nào chất lượng ngoài những loại xi như này. Đây là xi Aromax của Hàn Quốc. Nhưng vấn đề cách chúng ta đánh những đôi giày này mới là sai. Các bạn hãy xem hết video để biết tại sao những đôi giày được đánh xi Aromax này hàng ngày lại gây ra những tình trạng vẩy cá như thế này nhé. Tất cả các loại xi sáp khi đánh lên giày, nếu chúng ta không vệ sinh đi thì nó đều để lại những phần cặn bẩn như thế này. Kể cả là những loại xi kem do Gazzano cung cấp cũng sẽ để lại những kết quả như thế này. Nếu chúng ta không có quy trình đánh và vệ sinh một đôi giày đúng cách. Vậy để tẩy bỏ những phần xi thừa trên bề mặt da giày này chỉ có một cách là chúng ta cạo đi sao? Không phải. Sẽ có một cách khác dễ dàng hơn, an toàn hơn. Xi không màu để tẩy bỏ xi có màu. Các bạn hãy dùng một chiếc bông, một nhúm bông như thế này. Quét vào hộp xi. Sau đó chúng ta sẽ đánh lên những cái phần xi đã cũ của bề mặt da giày. Và thật tuyệt vời, những phần xi cũ lại phai ra bông của bạn và bề mặt da chúng ta có thể nhìn thấy nó lại láng mịn. Vậy nếu không mua được những hộp xi to như này hoặc những hộp xi không màu thì chúng ta cách nào khác không? Chắc chắn rồi, có chứ. Kit vệ sinh siêu sạch. Một sản phẩm không xa lạ gì với tất cả những anh em đang xem kênh của Gazzano. Nó vẫn tẩy ra xi. Đây là kết quả sau khi chúng ta đã vệ sinh bề mặt da giày. Và đây là nguyên bản của nó. Bây giờ chúng ta có nên đánh xi này lên không? Xin thưa là không. Bây giờ bề mặt da giày cũng đang rất khô và nó cần được dưỡng ẩm. Hãy sử dụng chai dưỡng này. Nó lại một lần nữa vệ sinh bề mặt da dịu nhẹ hơn. Bước tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng lọ xi này. Chúng sẽ tốt hơn cho một bề mặt da đang thiếu dưỡng ẩm và thiếu màu. Loại kem chúng ta sẽ sử dụng một kem màu đen. Nó sẽ làm cho đôi giày của bạn mịn màng, mượt mà và khỏe hơn rất nhiều. Hãy sử dụng thêm một chiếc bàn chải 18cm. Lọ xi này sẽ sử dụng vào mục đích nào? Cạnh gót giày này, cạnh đế này và phần mũi của đôi giày này sẽ được sử dụng bằng loại xi sáp này. Đây là chiếc giày được chăm sóc đúng cách và đây là chiếc giày chỉ được vệ sinh cơ bản.